Hello, xin chào tất cả anh chị, em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dubai Care. Quay trở lại chủ đề về trang bị cho VF3 thì ngày hôm nay nhân tiện gara của nhà em đang có rất nhiều VF3 thì em sẽ đi chi tiết từng cái món phụ kiện của từng con VF3 trong gara nhà em để anh chị em sẽ có một cái nhìn khách quan nhất trước khi lựa chọn trang bị cho chiếc xe VF3 của mình. Ok, và anh chị em theo em nào. Đây là một con VF3 trắng này. Thì cái bản thương mại hiện tại đã có VF3 màu trắng lăn bánh tại thị trường rồi. Đây, như bên cạnh anh chị có thể thấy chiếc VF3 màu trắng này thì qua bên em làm những cái dịch vụ như là ôm la răng. Đây, ôm la răng đây, phim cách nhiệt của Photosync này, Absolute, thảm sàn UV. Đây, thảm sàn UV đây, anh chị có thể xem qua. Đây, cái thảm này nó sẽ là thảm đúc nha anh chị em ơi. Đây, thảm đúc UV. Tiếp theo đến là dán đề can ở phần này, phần sườn này, sâu đậm với lại cả dán đề can ở phần chi tiết lốc gió của cửa điều hòa nữa, cộng với đấy là cái phần môi chế trước sau của xe. Một cái trang bị mà không thể thiếu cho VF3 theo như cá nhân em thấy nhá, thì cái đèn của VF3 nó là một cái dòng đèn halogen thiếu sáng cực kỳ luôn. Thì gần như là 9 xe 10 xe sang bên nhà em để nâng cấp trang bị thì đến 9 xe là nâng cấp luôn cái phần ánh sáng này, là cái phần đầu tiên đó. Thì anh chị chỉ cần thay cho em một quả bóng led là độ sáng đảm bảo luôn, ok chưa ạ? Thì bên em sẽ tặng luôn anh chị thêm cả cái phần bóng led để mi nhé. Đó, đây anh chị có thể thấy này, phần môi chè của xe này cũng đã được dán điểm nhấn y như cái bản concept. Chiếc VF3 này thì còn làm thêm cả AZ cam. Đây, mời anh chị vào trong này. Cái dòng sản phẩm AZ cam này cũng có một cái ưu điểm cực kỳ hay luôn, đó là nó sẽ tích hợp cả cam trước này và cam đằng sau này. Thì khi anh chị em mà về số R, những số lùi ấy, đây nó sẽ hiển thị cái vạch căn này cho anh chị để anh chị có thể dễ dàng lùi vào chuồng hơn. Ngoài ra thì anh chủ xe là một người có gu âm nhạc cũng khá là kỹ, cho nên là anh đã trang bị thêm một cặp loa Reback kèm với một súp điện được đặt ở gầm ghế phụ. Đó. Ok. Đấy, về cơ bản thì con xe trắng này là làm những cái trang thiết bị như vậy. Đây, mời anh chị qua xem qua con màu đỏ. Đối với chiếc xe VF3 màu đỏ này thì cũng qua nhà em làm dịch vụ, cơ bản thì vẫn là phim cách nhiệt này, cam gương AZ cam, bóng led A65 và vẫn được tặng led đế mi nhé anh em. Thảm sàn Lavo, đây thảm sàn Lavo, dòng sản phẩm thảm sàn Lavo này là một cái dòng. Rất xin lỗi anh chị em vì chiếc xe này mang ghế đi để bọc da đấy, và bọc lại sàn, bọc thảm sàn Lavo nha anh chị em. Ngoài ra thì có cả bọc vô lăng, ghế điện 6 hướng, rồi PPF màn hình, rồi là dán cả môi chè trước sau nữa. Đấy, về cơ bản thì vẫn như chiếc xe màu trắng kia. Đây, đây rồi. Phía bên này thì có một chiếc xe màu xám. Đây, anh chị em có thể nhìn thấy qua đúng không? Đó, hết một phần mặt ca lăng như này đã được đấu led, làm led phía trong mặt ca lăng này. Đặc biệt là cái phần đèn đế mi, đây anh chị có thể thấy. Phần đèn đế mi này anh chủ xe đã làm cách điệu hẳn đi so với thiết kế. Và đây, quả mắt lé này, quả mắt cú này hình như là xem top nhiều rồi hay sao ấy, nhưng mà nhìn rất là ưng đúng không anh chị em, nhìn rất là gấu luôn. Và con VF3 này của anh khách thì cũng đã được trang bị trước đấy là bóng led, rồi rất là nhiều những cái trang phụ kiện rồi, ví dụ như dán nóc này, dán môi chè, ốp na răng, rồi là những cái trang thiết bị khác. Nhưng mà hôm nay anh lại qua bên em để làm thêm một món nữa, đấy chính là bọc ghế da. Hiện tại thì chưa bọc, đây là thảm sàn Lavo, anh chủ xe cũng đã lắp rồi này. Đây còn ghế da thì lát nữa thì anh em kỹ thuật bên mình sẽ triển khai thi công cho anh chủ xe. Đấy. Đâu nữa nhỉ? Trong này giới thiệu với anh chị em thêm một chiếc VF3 nữa, cũng đang làm dịch vụ ở nhà em. Đây là một chiếc VF3 màu trắng nha anh chị em ơi. Thì chiếc VF3 này anh em đang thi công dán đề can cái phần nóc đen, thì chiếc xe chắc chắn nó sẽ ngầu hơn rồi. Và tất nhiên là cái phần môi chế như này thì chắc chắn là cũng tặng anh chị em khi anh chị em đến làm dịch vụ luôn ạ. Chiếc xe VF3 màu trắng này thì qua bên em làm những cái dịch vụ như là ốp la răng này, thảm sàn UV này, bọc da vô lăng, thay bóng led đấy, lại vẫn là tặng led để mi tiếp, dán phim cách nhiệt gói premium, gói cao cấp nhất của Photosync nhé. Rồi tiếp theo là PPF bảo vệ màn hình này, môi chế trước sau thì vừa lấy em có nói rồi đúng không, dán điểm nhấn lốc gió điều hòa. Về cơ bản VF3 là một dòng xe dễ tiếp cận với người dùng,
thì anh chị em cũng nên lựa chọn những cái trang bị nào mà nó phù hợp với cái giá trị của chiếc xe. Và thứ hai nữa là phải đảm bảo được cái yếu tố an toàn. Bên em thi công và lắp đặt đề cao cái tính an toàn là trên hết. Cho nên là anh chị em mà đang có nhu cầu hoặc chuẩn bị nhận xe VF3 thì nhớ qua Dubeke để ủng hộ chúng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.